sôi rắn trung nha bạn. Giờ này cũng 8 giờ. Giờ đi ra đồng hơi trễ một chút. Đâu ông Lương đâu? Lương bỏ túi hả? Đây đây con Lương nè. Lương em thả này vậy? Đây con Lương nè bạn. Đó nó đang bò nè không? Đó. Nó bò dưới ruộng. Ok. Dính đựng con. Ê. Rồi. Không trả lẽ gì. Không sao. Sạch sẽ. Thơm quá thơm. Mới sôi được xương xương được vài con. Nó bự mà anh chạy. Nó chứ này nè. Nó trả lẽ ghê chứ. Canh hơi dưới ta. Lương nãy giờ chắc cũng 4-5 con. Rắn trung thì nó ăn lương mà. Có lương thì có rắn trung mà. Sâu gì có không? Đâu thấy đâu. Bên kia. Bên này được. Bên này. Bên này cũng sâu nữa hả? Bên kia. Bên này tại người ta họ người ta vét lên á, vét cho sâu chút. Bên này nè. Rồi nó kiến chích nhất dưới ta. Kiến đen á, chích vô giò. Tê tái. Trời. Ôi. Đây này gì nè. Con gì kêu à? Ê con Lương nè, đi con Lương nè. Sao không? Rồi, nãy giờ chụp con có rồi. Ê. Cũng trật chân nữa. Hồi nãy con rắn cũng vậy hả? Trật chân vậy cái té hả? Em thấy rắn đây nè, cái lội xuống cái trọt cỏ vậy nè. Ngồi rắn hết hồn chui luôn. Quá rồi đi. Đây nè. Hay vậy ta, mấy chụp. Bỏ người ta. Cua nó bò lên quá. Lương nhiều vậy mà rắn trung không ra nhiều ta. Đây một con nhái nha bạn. Đang nằm nè. Nằm phơi xương. Nói nhiều ghê á. Đi nãy giờ thấy hoài luôn. Hả? Đây nước không đục á. Mấy chỗ nước hơi đục á là có. Như bên đây nè, bên đây chắc có nè. Bên mấy bên ruộng này nè. Ruộng này đục nè. Ở đây người ta cũng bớt sôi lắm. Lâu lâu người ta mới sôi được. Không sôi thôi. Sôi chứ ý người ta sợ ớt không à. Gì?
nó sâu dữ vậy ta. Dòng bên kia cũng còn ruộng nhiều lắm. Như bên đó đó, bên đó ruộng cũng cũng nhiều lắm, quá trình ruộng luôn. Giờ muốn sâu không? Gì? Giờ muốn đi sâu lại không? Sao? Tắt đèn. Gì vậy? Tắt đèn băng ruộng. Tắt đèn băng ruộng hả? Rồi. Băng ruộng đi lâu lắm. Bạn qua tới bên kia. Bên kia có cái ao mà nó gì vậy? Cái sông nó gì vậy? Nè cái ruộng này cũng lương. Lương ăn trùng lúc trước xôi. Nè cũng lương nè, cũng lương nè. Mà con thấy hay thì chứ. Đèn ánh sáng mà. Rồi cái là thấy nó có bóng liền. Rồi gọi quần thấy không? Hả? Rồi quần thấy không? Gọi đâu? Gọi quần ta. Quần ta hàng tùy. Cái này đáng thấy, thấy không thấy. Nhưng khó thấy thì khó thấy cho biết được. Tùy cái à. Giờ bắt lưu những ký. Tại anh xôi cho mấy chỗ này cũng được, con hay con rắn. Mà rắn ngập lúc luôn á. Hồi đó anh đi ngoài đường á, có con rắn ri voi á, còn do mà chết queo rồi, chắc dính vô cái ấy á, cái gì bên này, cái gì mà xanh xanh, không phải lưới, dính vô cái thường ta giăng xuống sông á, cái nọ hả? Ừ, dính đó cái nó chết cái là giục lên mà. Còn có mấy cá như nhiêu nó đây tới nè, cái ruộng này cũng tươi nè, mấy cái ruộng này yên rồi, tôi đi vô đây coi coi nó yên rồi, thấy bùng bùng này ngon rồi. Nó sạch rồi nữa. Mấy cái đất này ngon nè. Mua quá trời rồi. Chắc không có. Chắc là ngồi nhìn có quá rồi. Chắc đây không thấy là không có rồi. Chắc mỏi rồi ra. Hả? Đá xúc vào vụ rồi đó, mới không biết là có. Nghe cái đường đi người ta nè, chắc đi người ta không thấy, ta lậm. Dễ gì còn. Đường đi của người ta về. Về nhà người ta nè. Rồi. Cái gì giải ghê? Hả? Cái rô à? Cái rô cái lóc nào nay. Cái rô bỏ vô gỗ rồ. Cái này nguyên rắn nước, nước cầm tay ngon. Nghe tôi gắt cái ghê, đúng nước nó ồ. Bên này sôi là mốt sôi có đâu đắp gì đâu. Thôi, ta bắt không hết rồi, không? Đợi, đây con lươn này. Đợi ta rút nước xuống á, ta bơm nước lại mới sôi mới ngon. Sao vậy? Cái lúc đó nó mới ra đi ăn. Lúc bơm nước là ra đi ăn đó. Phải canh nó mới được. Ăn nữa, em sôi thử hả?
Mà bây giờ người ta đợi người ta rút nước hả? Thì nào anh thấy nước mà người ta xả ruộng khô rồi xong sau nhảy bơm làm như vậy đó. Bên đâu? Bạn. Đâu bên đây hả? Ừ. Này, là người ta rút nước xong người ta tháo người ta bơm lại hả? Ừ, người ta cho nước vô nữa. Sao bơm ra bơm vô hoài vậy? Đó thì không có phân gì đó. Bên đây mới bơm nước mà. Anh đâu có làm ruộng đâu anh. Ủa cái nhỏ này sao bỏ hả? Cái điện là đi nè. Cái này đi không? Không khỏi. Nó khỏi đường nãy đi không có nè. Đường này ngon. Đi này đi. Hả? Đặt cua nữa không? Đi đường này không? Đi này đi ở đây nè. Cua vậy nè. Cua vậy bự. Xém bự. Nhỏ hơn anh nói bắt. Mày đi nè. Đi nè đi. Đi ra lỗi rồi hả? Mà đường đó đi vô không được, đường đó rào ra rồi. Cua không? Thấy còn là cua không? Mini không? Lâu quá không đi bộ, tê vỏ rồi. Lâu chứ mới đi. Thôi đi vòng vòng nhẹ. Mai thì đi vô. Sao đây? Mai đứng nó tắt cái giò này. Dễ gì, dễ gì xin. Ngon ngon ngon. Túi này chắc nửa ký à. Nửa ký cua. Nửa ký cua với 1 gram, 1 gram lươn. Đây gò mà không có gì hết đó. Đây là thành quả của hai anh em mình nha bạn. Được gần 20 con lươn nha, với 1 con cá rô. Lươn còn hơi nhỏ. Mình có biết cái đây nha.